Hiện nay, phần lớn các hộ trồng cam trong tỉnh đều tưới nước và bón phân thủ công, làm thất thoát nước, xói mòn đất, rửa trôi phân bón, chưa mang lại hiệu quả tối ưu trong sản xuất. Để khắc phục tình trạng này, đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nước Tưới Tiêu và Môi trường Việt Nam đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiêu kết hợp với bón phân trị giá 70 triệu đồng cho hai hộ nông dân ở xã Tam Đa, huyện Phù Cử, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhà ông Nguyễn Văn Trương có 4 sào trồng cam bố hạ, cam đường canh. Nếu như trước đây, mỗi vụ cam, chi phí nguyên liệu phân bón tốn khoảng 20 triệu đồng, thì sau khi sử dụng hệ thống tưới tiêu kết hợp bón phân chỉ tiêu tốn khoảng 5 triệu đồng. Đặc biệt, việc tưới nước và phân bón được đưa thẳng vào gốc đã giúp cây cam thường xuyên giữ được độ ẩm, phát triển tốt, tỷ lệ ra hoa đậu quả đạt năng suất cao. Vụ cam này, nhà ông ước thu hoạch được 5 tấn, tăng 10% so với vụ trước. Thu nó vừa tới, đúng tầm, tiết kiệm dân công lao động, tưới cái độ ẩm mà nó rất là hợp lý, mà giữ được cái cây nó nguyên bản. Cũng được hỗ trợ lắp đặt miễn phí như nhà ông Trương là vườn cam sở 1 hectare của gia đình anh Trần Quang Vinh. Sau hơn 2 năm triển khai, toàn bộ quy trình vận hành tưới tiêu bón phân được anh Vinh cài đặt thao tác bằng điện thoại thông minh nên đã giúp công việc chăm sóc cam rất thuận lợi. Đặc biệt, chi phí cho việc bón phân giảm rất nhiều. Nếu như trước đây, mỗi năm anh Vinh phải đầu tư 150 triệu đồng mua phân bón cho cam, thì giờ chỉ mất 40 triệu đồng. Năng suất cam cũng tăng, đạt gần 40 tấn quả 1 hectare, tăng 5% so với vụ trước. Từ xa mình cũng có thể tưới tiêu trên cái vườn cam của mình vào cái mùa nắng hạn. Như thế là nó đỡ lượng nhân công. Khi mình bón phân qua cái hệ thống tưới này thì cây nó sẽ hấp thụ được tốt hơn. Thông qua hệ thống này thì phân bón cũng được hòa tan vào trong hệ thống, xong rồi sẽ bón trực tiếp đến gốc cây trồng để dinh dưỡng, cung cấp cho cây đủ liều lượng, giảm cái thất thoát tài nguyên nước, tài nguyên phân bón, nó hạn chế được cái phát triển của cỏ dại. Áp dụng hệ thống tưới tiêu kết hợp với bón phân đối với những hộ có diện tích vườn lớn sẽ giảm thiểu đáng kể sức lao động, chi phí nguyên liệu chăm sóc cây và đặc biệt giúp cây cam sinh trưởng tốt cho năng suất cao.